Giêsu Kitô của chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ông cha. Anh chị em thân mến, Chủ nhật 33 mùa thường niên giáo hội cho phép giáo hội Việt Nam được mừng kính trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Họ đã nuôi ở trong mình một sức mạnh của đức tin. Đức tin có thể rời núi chuyển non, thì đức tin của họ đã được đón nhận để rồi làm chứng cho chính Đức Kitô trong tình yêu mà họ hướng về Ngài. Chúng ta là con cái, chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn các thánh tử đạo đã nêu gương sáng cho đời chúng ta ở trong đời sống đức tin. Dù gông cùng, dù thử thách, dù những phong ba bão táp của cuộc đời, nhưng niềm tin của họ vẫn đứng vững để làm chứng, để làm cho danh Chúa được cảm sáng. Đó phải chăng cũng là một lời mời gọi của chúng ta cho chúng ta trong thế giới ngày hôm nay, một thế giới đang bị vô thần, đang bị những khủng hoảng về đức tin, đang bị những cái gian dối lạc lừa nó lôi kéo con người chúng ta ra khỏi cái con đường đức tin mà chúng ta tôn thờ Chúa. Thì tập thể đó gửi đến cho chúng ta sự sám hối, sự ăn năn để rồi chúng ta xứng đáng thực hành thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn thân và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn, vì lời tôi xin được toàn toàn thân thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết nhân dân bằng sông, để hạt giống đức tin đồ sinh hoa cai đồi đào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chiến cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài đề lai, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và cho biên mai đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bà mẹ là người đáng khâm phục vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ hai: hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioch cho lấy roi và vân bò mà đang họ để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Bà mẹ là người rất mực từng đáng cho ta khâm phục. Bà kính cẩn ghi nhớ, bà thấy 7 người con trai phải chết nổi trong có một ngày, thế bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại xuôi sụp một chỉ khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã hình thành trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí về sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đất tạo hóa càng không đã nắm đúc nên loài người và đã sẽ tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí về sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng lệ luật của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út: con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm buồn ngỡ, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến gần tuổi này. Mẹ, con mẹ xin con hãy nhìn trên trời đất và buông lời trong đó. Mẹ nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đeo quỷ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các con. Mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa. I am God.
Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, có Thiên Chúa bên đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã gieo nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ba người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đáng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngồi bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khó, đói rách, hiểm nguy, mắc bớ, gươm dẻo như có lời chết? Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con đây bị giết, bị coi như bầy cừu để xét sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma quân quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất kể sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài họ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai điều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì. Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người gửi đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cho dầu là sự sống hay sự chết, thiên thần hay ma quân quỷ lực, hiện tại hay tương lai, bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, lời trích ở trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma mà chúng ta vừa nghe nói đến những sức mạnh của thế giới, sức mạnh của quyền lực ác thần, sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của những thế lực này, những thế lực khác. Thế nhưng Thánh Phaolô khẳng định, cho dù những sức mạnh đó nó có đâm vào, nó có lôi kéo đi nữa, thì tình yêu và Đức Kitô vẫn là mạnh mẽ nhất ở nơi này. Thánh Phaolô khẳng định điều đó cho mọi người chúng ta và giáo hội đã trích bài thơ này trong lễ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam.
Để rồi chúng ta suy nghĩ về sức mạnh của niềm tin, về sức mạnh của tình yêu ở nơi các thánh tử đạo, các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kinh hôm nay. Có rất nhiều sức mạnh, sức mạnh của những anh chàng lực sĩ có thể có những cú đấm thôi sơ, sức mạnh của những trận động đất có thể mất vài giây đồng hồ làm chết đi bao nhiêu người, có những sức mạnh của những dòng suối, của những dòng nước. Và tôi thấy rằng là cái cơn lũ 2009 là một ví dụ. 10 năm trước nhấn chìm rất nhiều thứ. Rồi sức mạnh của những ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả. Thế nhưng mà những sức mạnh đó là những sức mạnh của thế gian mà người ta có thể cảm nghiệm được. Có một thứ sức mạnh vô hình ở trong tâm hồn của con người mà mỗi người chúng ta có thể chiếm hữu được, có thể thực hiện được ở trong cuộc sống. Đó là sức mạnh của niềm tin. Niềm tin vào ơn Chúa, niềm tin vào Đức Cứu Thế và Đức Kitô. Các vị tử đạo của giáo hội Việt Nam đã thể hiện sức mạnh ấy trong một chặng đường suốt dọc dài của những năm bị bách hại. Người ta nói rằng giáo hội bị bách hại trong vòng khoảng 300 năm dưới 6 đời vua nhà Trịnh, nhà Nguyễn, vua Minh Mạng, vua Thiệu Thị, vua Tự Đức và trước đó là Phong Trào Tây Sơn. Bắt bớ gốc cục với 53 sắc chỉ cấm đạo, họ liệt đạo Công giáo vào tà đạo và tìm mọi cách để chèn ép, tìm mọi cách để bắt bớ gốc cùng ngục tù tất cả những hình phạt mà họ cảm thấy giả man và ác độc áp dụng cho đến những con người có đức tin, buộc họ phải trôi đạo. Thế nhưng mà sức mạnh của niềm tin ở nơi những con người này đã bùng lên mạnh mẽ. Sức mạnh của tình yêu và Đức Kitô, đấng mà họ đã cho là chủ của cuộc đời mình, đấng mà họ tôn thờ. Xỉ xích gông cùng tù đầy không làm họ chủ vương. Họ vẫn một mực tuyên xưng Đức Kitô là Chúa của họ. Những bầu cử anh hùng tử đạo đó đã khẳng định cho chúng ta được một cái sức mạnh của niềm tin ở nơi con người, sức mạnh được thể hiện ở trong tình yêu và Đức Kitô. Cảm ơn các thánh tử đạo. Những người đi trước chúng ta là cha ông chúng ta, họ cũng là những người yếu đuối, chắc chắn rằng họ cũng có những khuyết điểm. Nhưng mà khi đặt tinh thần khó thác, tin tưởng vào nơi Đức Kitô, nơi những người mà họ đã coi là những nhà lãnh đạo tinh thần của họ, thì tất cả mọi sự quyền lực của thế gian, tù đầy, những bắt bớ, những công cùng, những hình phạt mà người khác tìm cách để chèn ép trên họ, buộc họ phải nới lỏng đức tin của mình, không làm họ suy sụp, nhưng làm họ cảm thấy mạnh mẽ để trở thành những chứng nhân trung thành của Đức Kitô trong một giai đoạn lịch sử của giáo hội Việt Nam, một lịch sử hào hùng. Người ta nói rằng giáo hội Việt Nam có khoảng trên 100.000 vị tử đạo, mà chỉ có 117 vị thánh, 118 vị thánh được tuyên xưng hiển thành. Nhưng cũng là một con số nhất thì thế giới trên một quốc gia. Như vậy, mừng lễ các thánh tử đạo, chúng ta có quyền tự hào về các bậc cha mẹ của chúng ta đã hy sinh, đã làm chứng cho Chúa, đã sống cái niềm tin của mình một cách trọn vẹn. Chúng ta cảm ơn các thầy. Nhưng mà cái lời cảm ơn đó không chỉ dừng lại ở cái môi miệng, mà lời cảm ơn đó phải được thể hiện ở trong cuộc sống, để rồi chúng ta cũng bước chân như các ngài bảo vệ và chứng tỏ sức mạnh của niềm tin. Ngày hôm nay giáo hội nhấn mạnh điều đó.
ai theo ta thì phải bắt thập giá mỗi ngày mà theo. Sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma với quỷ lực, sức mạnh nào đi nữa cũng không làm chúng ta chủ bước trước tình yêu của Đức Kitô, đấng mà chúng ta tuôn về. Ai liều mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy, ai giữ thì sẽ mất. Những lời của tin mừng, những lời của các bài đọc ngày hôm nay rất mạnh mẽ để làm chứng cho việc chúng ta coi lại đức tin của mình trong cuộc sống. Chắc chắn rằng những công cùng thử thách, những bắt bớ như các thánh vị đại tử đạo ngày xưa không còn nữa. Nhưng mà ngày hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lại cái việc làm chứng nhân cái sức mạnh của niềm tin đứng trước những cái phong trào, đứng trước những thách đố mới. Thứ nhất, thách đố của vô thần di vật. Thú thật nếu mà anh chị em, chúng ta đang sống ở trong một xã hội, tôi chắc nói là hít thở không khí của vô thần. Người ta tìm mọi cách để người ta lôi kéo chúng ta ra khỏi cái niềm tin của mình, ra khỏi công giáo, ra khỏi đạo. Họ tìm cách như vậy. Hoặc là cái lối sống của họ dựa trên quyền lực và dựa trên đồng tiền để chèn ép, để áp bức cách này cách khác. Và họ chạy cho con người cần phải thể hiện một tinh thần như vậy ở trong cuộc sống, thì vô tình họ lôi kéo chúng ta ra khỏi cái mảng niềm tin. Chế độ vô thần, họ phủ nhận Chúa. Và khi đã phủ nhận Chúa thì họ xây dựng cho mình một thiên chúa. Chúa đó có thể là đồng tiền, Chúa đó có thể là quyền lực, Chúa đó có thể là danh vọng, Chúa đó có thể là những sở thích của cá nhân. Đánh mất con người, tha hóa con người bằng những cách này cách khác trong cái tư tưởng duy vật vô thần. Đầu tiên nhất, cái thách đố thứ hai mà chúng ta gặp phải trong một xã hội của ngày hôm nay đó là gian dối lừa lọc. Mấy bà đi siêu thị, mấy bà đi chợ cứ lo rằng mua đồ giả tàn nhập thị trường. Và chúng ta thử xét lại mình xem, người công giáo này có làm đồ giả không? Có đấy, có đấy. Vì lợi nhuận, vì kinh tế gia đình, vì cái gọi là cái túi tiền bao tử của chính bản thân, nhiều người là bất chấp những cái thủ đoạn gian dối lọc lừa về cả tiền bạc, về cả vật chất, và tôi nói là về cả tình cảm nữa, để phục vụ cho sở thích, phục vụ cho nhu cầu của chính bản thân. Làm sao có đức tin được khi mà con người đứng trước những thực trạng như vậy? Có thể là trong xã hội có muốn, nhưng mà chúng ta vẫn còn niềm tin. Làm sao có thể nghiêng chiều ngả nghiêng các chiều gió được? Chúa mời gọi bước theo Chúa thì bước tròn vẹn, không có chân trong chân ngoài. Rồi cái thách đố thứ ba là cá nhân chủ nghĩa. Con người quy hướng về cái ego centric, tức là cái tôi của mình, cái nhà quy nhà, bất chấp những người xung quanh họ là gì đi nữa, cho dù là anh em, là cha mẹ đi nữa, nhưng mà tôi vẫn là số một. Mà khi mà đã đọc cái tôi là số một thì lời mời gọi của tin mừng không còn nữa. Sự hiệp nhất yêu thương ở cuộc sống làm sao có thể còn nữa? Người ta gạt lọc, người ta lừa lọc nhau, người ta tìm cách để quy về mình, kể cả lợi nhuận, kể cả quyền lực, kể cả danh vọng của cuộc sống. Rồi cái thứ tư mà chúng ta dễ gặp lắm đó là một chủ thuyết tương đối. Tôi là người có đạo,
Thế nhưng mà trong cách giáo dục cho con cái của mình, tôi vẫn coi cái đồng tiền nó lớn lắm. Việc công việc làm ăn của con cái nó quan trọng hơn là đời sống đức tin. Làm sao để rồi con cái đến được nhà thờ là được, còn cái chuyện nó đến như thế nào bình chẳng. Kể cả giáo lý, kể cả những cái đời sống đức tin ở trong cuộc sống, họ là một cách hời hợt ở bên ngoài mà không đi vào ở trong chiều sâu của nội tâm. Đó chúng ta đang ngã nghiêng theo một chủ thuyết là chủ thuyết tương đối, có thôi, còn có như thế nào không cần biết. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh cái chủ thuyết tương đối này rất nhiều lần, và cái chủ thuyết tương đối vô tình đưa chúng ta đến một cái chỗ ngã ba đường, là một sự chọn lựa giữa đức tin và chọn lựa những thực tại của cuộc sống. Và bình thường cái chủ thuyết tương đối này đẩy chúng ta chọn lựa cái cuộc sống của con người, đánh mất đi cái niềm tin. Và tôi nghĩ đủ, từng đó là đủ bốn điều đó: vô thần suy luận, gạt, lừa lọc, gian dối, chủ nghĩa cá nhân và chủ thuyết tương đối là đang là những cái cám dỗ rất mạnh mẽ, là những quyền lực, là những sức mạnh đang tìm cách lôi kéo chúng ta ra khỏi niềm tin. Phong thân, tha hóa, những từ chúng ta nghe đó, chúng ta coi chừng chúng ta đang bị vong thân tha hóa ở trong đức tin của mình. Có đạo, có niềm tin, nhưng mà không sống niềm tin đó một cách triệt để thì vô tình chúng ta cũng đang ở trong chủ thuyết tương đối. Mừng lễ các thánh từ đạo, chúng ta cảm ơn các thánh đã làm gương cho chúng ta. Họ ngày xưa có những thử thách của cuộc sống ở trong công cùng, ở trong ngục tù, ở trong những đau đớn của thân xác. Còn ngày hôm nay chúng ta cũng phải chứng tỏ đời sống đức tin của mình theo cái các thánh tử đạo bằng việc mạnh mẽ để vượt qua những thách đố của cuộc sống khủng hoảng đức tin này hôm nay. Cha mẹ, con cái trong đời sống hôn nhân bất chấp đối là cái gì đâu, vẫn thấy đi tham dự thánh lễ và các lễ bình thường. Không phải tôi nói là họ sống cho chính mình. Người đây một vài tâm tình như vậy, để rồi xin mời ông bà anh chị em suy nghĩ, để rồi chúng ta tìm lại được cái sức mạnh tích cực của niềm tin qua tình yêu của Đức Kitô mà niềm tin của chúng ta đã tuyên xưng. Để rồi mừng lễ các thánh tử đạo, chúng ta tuyên phong các ngài, chúng ta cảm ơn các ngài, nhưng mà chúng ta cũng được mời gọi hãy đem để sâu vào trong Đức Kitô bằng một sức mạnh của đức tin, bằng một sức mạnh của tình yêu tinh thần, để chúng ta cũng như các ngài gieo đặt chính cho Chúa. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn Thank you.
khăn. Tin tưởng vào Chúa quan phòng là điều cần thiết đối với mọi người Kitô hữu. Chúng ta cảm tạ Chúa và chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết noi gương các thánh từ nào luôn kiên vững trong đức tin, tin vào Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Với tập tình đó, giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Về ngôn ngữ của thập giá là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các đức giám mục và linh mục, cách riêng cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam luôn nhiệt thành, can đảm, chấp nhận mọi khó khăn, thử thách trong mọi sứ vụ loan báo tin mừng cho con người thời đại hôm nay, để đem tình yêu Đức Kitô và ơn cứu độ đến với mọi người. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Các thánh tử đạo Việt Nam đã can đảm bác thánh giá theo chân Chúa đến cùng. Xin cho các gia đình công giáo đang gặp thử thách đau khổ về mặt đức tin hay khó khăn trong đời thường, biết noi gương các thánh tử đạo, luôn đặt chọn niềm tin tưởng cùng kiên vững cậy trông vào tình yêu quân phòng của Chúa, để giữ cuộc đời vậy dâu họ vẫn can đảm sống đức tin, nhiệt thành làm chứng cho Chúa và sống hoàn cảnh hiện tại theo ý Chúa. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Cùng cầu nguyện cho cộng đồng cùng bộ chúng ta sẵn sàng nghe theo tiếng Chúa để cảm nhận giá trị của sự sống đời đời là hồng ân Thiên Chúa ban. Nhờ biết ơn, nhờ biết noi gương các thánh tử đạo Việt Nam mà nỗ lực sống đức tin bằng sự hy sinh phục vụ với lòng khiêm nhường và bác ái, đồng thời luôn can đảm tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô qua lối sống trung thành với giáo huấn của tin mừng. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để giữa bao dông tố của cuộc sống thường ngày, chúng con luôn biết tin tưởng vào Chúa là cùng đích và là lẽ sống của cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Cha toàn năng chấp nhân. Xin cùng thương chấp nhận của lễ tiên dân đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Hãy đi nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy đi tạ ơn Chúa đã tiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thầm cha để đọc chứng cho Cha ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn từ dung những con người vốn mong giòn yêu đuôi đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chưa cắm bể đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quân, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ mình, người cầm lấy máy ta ơi, bè ra và trao cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà thôi, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Một thế thứ hai sau bữa ăn tôi, người cầm lấy trên cùng ta ơn cao cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con thầy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và bình thường sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên môn nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến ngồi Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đất nước cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Aloysius chúng con và toàn thể đàn giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhờ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời. Cùng với Đức Thánh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Tam Đốc Đức Chúa Trời, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứ thế và theo thể thức lời dạy, chúng ta giác nguyện đơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi nhiễu loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con nhân xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Chúa đấng máu trên đồi cao.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hơ, chúng con vừa lại nhấn mình vào máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Thank you.